Đây con xem đây, học hành điểm chắc như thế này thì thi thố cái gì? Con có chịu ôn bài không đấy? Con xin lỗi mẹ. Thôi con về phòng ôn thi đi. Lần sau mà điểm như thế này đừng có trách mẹ. Chị, em xin chị đấy, chị mà mách mẹ cho mẹ giết em mất. Tao biết lâu rồi, tao vào phòng mày nhá, tao còn thấy mấy đồ xịn ơi là xịn nữa cơ. Tại sao chị lại vào phòng của em? Thì mày cũng vào phòng tao còn gì. Nếu mà không muốn tao mách mẹ thì khôn hồn, về phòng lấy hết đồ make up sau đây make up cho tao, nhanh. Kể từ đó tôi trở thành người trang điểm riêng cho chị tôi cho đến buổi hôm. Thế nào, ổn không? Tất nhiên là xinh rồi. Em bảo rồi, em mà đã làm ý. Con trai gặp chị chỉ đổ lưới đưa thôi. Được rồi. Đấy, mẹ xem con nó có sai không? Mẹ, tại sao chị lại làm như thế? Chị hứa với em là không nói với mẹ rồi cơ mà. Tao nói với mẹ chỉ là để muốn tốt cho mày thôi. Này, mẹ nhìn mặt con xem. Wow, thực sự là con thích mấy cái này à? Mẹ xin lỗi, tại vì mẹ cứ bắt con học nhiều quá, chỉ vì muốn tương lai cho con sau này thôi. Chị con đã nói với mẹ rồi, thì mẹ quyết định sẽ cho con đi học ngành làm đẹp ở Polycay Beauty. Thật hả mẹ? Mà ở đó cũng dạy làm đẹp nữa hả? Có đủ hết. Không chỉ ngành make up mà em thích đâu, còn có cả spa, full thêu và nail nữa. Mà còn toàn là giảng viên có kinh nghiệm và chuyên môn nữa cơ. Chị mày đã tìm hiểu hết rồi, yên tâm. Con cảm ơn mẹ, em cảm ơn chị ạ.